Vậy một người mà kết liễu mạng sống của anh ta thì không bị trừng phạt bởi Thượng Đế. Ta không trừng phạt, ta yêu thương. Vậy công báo cáo thường thấy về những người nhỉ rằng họ sắp thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hoặc kết thúc tình trạng của mình bằng việc tự tử thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn hoặc điều kiện tương tự trong thế giới bên kia, và thật ra chẳng có gì để trốn chạy và kết thúc cả. Trải nghiệm của con về thứ mà con gọi là thế giới bên kia thực chất là một sự phản ánh ý thức của chính con tại thời điểm con tiến vào nó. Tuy nhiên, con luôn luôn là một sinh mệnh tự do và có thể làm thay đổi trải nghiệm của chính mình bất cứ khi nào con lựa chọn. Vậy, những người thân yêu của người đã kết thúc đời sống vật lý có sao không? Ổn, họ rất ổn. Có một cuốn sách tuyệt vời về chủ đề này tên là Stephen Lee's Viết bởi Anna Poirier. Việc về con trai cô ta, người đã kết liễu mạng sống của chính mình khi con là một cậu thiếu niên. Nhiều người thấy rằng nó rất hữu ích. Anh Poirier là một sứ giả tuyệt vời, cũng như là con trai của cô ấy. Vậy ngài có thể nhắn gửi gì về cuốn sách này không? Nó là một cuốn sách quan trọng, nó nói về chủ đề này nhiều hơn là chúng ta đang nói ở đây, và những người đã rất đau lòng hoặc có các vấn đề kéo dài xung quanh sự trải nghiệm về việc tự sát của người thân yêu sẽ được mở ra một sự hàn gắn thông qua cuốn sách này. Thật đáng buồn khi thậm chí chúng ta rất đau hoặc gặp những vấn đề liên quan, nhưng con nghĩ rằng phần lớn chúng đều là kết quả của những gì xã hội chúng ta đã phủ lên trên sự tự sát. Trong xã hội của các con thường không nhìn thấy những mâu thuẫn trong hệ thống đạo đức của mình, mâu thuẫn giữa việc làm những điều mà con hoàn toàn biết rằng nó sẽ rút ngắn cuộc sống của mình nhưng rất từ từ, với việc làm những điều có thể rút ngắn mạng sống của con một cách nhanh chóng, một trong những kinh nghiệm rõ ràng nhất của loài người. Có vẻ rất rõ ràng khi ngài đánh vần từng chữ ra như vậy. Tại sao chúng ta lại không nhìn thấy sự thật hiển nhiên nằm ngay đó? Bởi vì nếu các con nhìn thấy những sự thật này, các con sẽ phải làm một điều gì đó với chúng, những điều mà các con không hề muốn làm. Do vậy, các con không có lựa chọn, nhưng lại nhìn thẳng vào thứ gì đó mà vờ như không nhìn thấy nó. Nhưng tại sao chúng ta lại không muốn làm những thứ liên quan đến sự thật khi chúng ta đã nhìn thấy chúng? Bởi vì các con tin rằng để làm một cái gì đó liên quan tới chúng, con sẽ phải dừng hết tất cả niềm vui thích của mình và kết thúc sự hài lòng làm một cái gì đó mà con không mong muốn mình phải làm. Hầu hết những thứ gây ra cái chết tư tư của con là những thứ mang lại cho con niềm vui hoặc kết quả từ chúng, và hầu hết những điều mang lại cho con khoái lạc là những thứ làm cơ thể thỏa mãn. Thật vậy, chúng biểu thị rằng các con giống như một xã hội nguyên thủy, cuộc sống của con được dựng lên chủ yếu xoay quanh sự tìm kiếm và trải nghiệm niềm khoái lạc của thân xác. Tất nhiên, tất cả những sinh mệnh ở khắp mọi nơi đều đi tìm sự trải nghiệm về niềm thích thú. Không có gì là nguyên thủy trong đó cả. Thật ra, nó là trật tự tự nhiên của vạn vật, những thứ làm phân biệt xã hội và các sinh mệnh trong xã hội là những thứ được họ định nghĩa như khoái lạc. Nếu một xã hội được xây dựng chủ yếu xoay quanh những thú vui thân xác, thì nó đang hoạt động ở một cấp độ khác với một xã hội được cấu trúc xoay quanh niềm vui của linh hồn. Và cũng nên hiểu rằng điều này không có nghĩa là người theo thánh giáo đã đúng và tất cả những khoái lạc của thân xác cần phải bị chối bỏ.
Nó có nghĩa rằng trong các xã hội cao hơn, sự khoái lạc của cơ thể vật chất không tạo ra nhiều niềm vui để họ hưởng thụ. Chúng không phải là điều chính yếu. Một xã hội càng phát triển cao thì đòi hỏi những niềm vui càng cao. Chờ đã, nó nghe giống như một đánh giá về giá trị. Con lại nghĩ rằng Ngài, Thượng Đế thì không phán quyết về cấp bậc chứ. Nó có phải đánh giá cao thấp khi nói rằng núi Everest thì cao hơn núi McKinley không? Nó có phải là phân biệt giá trị khi nói rằng cô Sarah thì lớn tuổi hơn đứa cháu Tommy không? Chúng có phải là những phán quyết phân biệt không, hay chỉ là điều quan sát được? Ta đâu có nói là một người có nhận thức cao hơn thì sẽ tốt hơn. Thật ra nó không phải vậy đâu. Còn hơn cả là tốt hơn khi đạt đến lớp 4 thay vì lớp 1. Ta chỉ đơn thuần nhận xét về lớp 4 mà thôi. Vậy chúng con ở hành tinh này không phải là lớp 4. Chúng con là lớp đầu tiên, phải vậy không? Ôi con của ta, các con thậm chí còn không phải là trường mẫu giáo. Các con đang ở trong trường dành cho trẻ sơ sinh. Làm sao con lại không thể nghe những lời xúc phạm đó được? Tại sao nó nghe giống như Ngài đang hạ thấp loài người xuống vậy? Bởi vì các con là những bản ngã đã ăn sâu vào bản chất mà không phải là con, và nó không bao giờ trở thành con. Hầu hết mọi người đều thấy xúc phạm khi một lời bình phẩm được đưa ra, nếu những lời bình phẩm là điều mà họ không muốn thừa nhận. Tuy nhiên, khi con đã giữ chặt một thứ gì đó, con không thể để cho nó đi được, và con không thể không thừa nhận những thứ mà con chưa bao giờ thừa nhận. Chúng ta không thể thay đổi điều mà chúng ta không chấp nhận. Rất chính xác. Giác ngộ bắt đầu khi biết chấp nhận mà không hề đánh giá nó là cái gì. Điều này được biết đến như một sự di chuyển vào bên trong. Đó là bên trong nơi mà tự do sẽ được tìm thấy. Những gì con chống lại vẫn tiếp tục tồn tại. Những gì con nhìn thì lại biến mất. Có nghĩa là nó không còn ở dạng huyền hoãn nữa. Con nhìn vào xem nó là gì. Và những gì là nó thì có thể luôn luôn bị thay đổi. Chỉ có những gì không phải là nó thì mới không bị thay đổi. Vì vậy, để thay đổi cái chân thật bên trong, hãy di chuyển vào đó. Đừng chống lại nó, đừng phủ nhận nó. Những gì con từ chối thì con lại công bố. Những gì con công bố thì con tạo ra. Từ chối một cái gì đó lại là tạo ra nó. Vì hành động từ chối chính là đặt nó ở chỗ đó. Chấp nhận một cái gì đó sẽ đặt con vào việc kiểm soát được nó. Những gì mà con từ chối thì con không kiểm soát được, vì con đã nói rằng nó không có. Thế nên những gì con từ chối sẽ kiểm soát lại con. Đa số mọi người trong chủng tộc của các con không muốn chấp nhận rằng các con chưa bước qua lớp mẫu giáo. Thật không thể chấp nhận khi mà loài người vẫn còn trong trường học dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, sự thiếu chấp nhận chính xác là những điều giữ chân nó ở đó. Cái tôi bản ngã ăn sâu vào bản chất con người chính là phần không phát triển cao của con, nhưng nó không phải là con, phần tiến hóa cao hơn. Do đó, các con đang làm việc chống lại chính mình, chiến đấu với chính bản thân mình. Vậy nên, các con tiến hóa rất chậm chạp. Con đường nhanh nhất của sự tiến hóa bắt đầu từ việc thừa nhận và chấp nhận rằng mọi thứ là như vậy, chứ không phải mọi thứ không phải là như vậy. Và khi con biết rằng mình đã chấp nhận mọi thứ là như vậy, thì con không còn cảm thấy bị xúc phạm như lúc này nữa. Đúng vậy, con có thấy mình bị xúc phạm nếu ta nói rằng con có đôi mắt màu xanh không?
Vì vậy, giờ đây ta nói cho con điều này, một xã hội tiến hóa hoặc sinh mệnh càng cao thì đòi hỏi những thú vui càng cao, những gì các con gọi là niềm vui thích, chúng biểu thị mức độ tiến hóa của các con. Giúp con với thuật ngữ cao này với, ý ngài có nghĩa là gì thế? Con người là một vũ trụ thu nhỏ, con và toàn bộ cơ thể vật lý của con bao gồm năng lượng nguyên thủy, tụ họp lại quanh bảy trung tâm hay còn gọi là các luân xa. Hãy nghiên cứu về các trung tâm luân xa và ý nghĩa của chúng. Có hàng trăm cuốn sách viết về điều này. Đây là sự khôn ngoan, thông thái mà trước kia ta đã ban cho nhân loại. Khi khoái lạc hoặc kích thích, các luân xa thấp hơn của con khi đang thích thú thì không giống với các luân xa cao hơn. Con càng nâng năng lượng sự sống xuyên lên thân thể của con cao bao nhiêu thì nhận thức của các con cũng cao lên bấy nhiêu. Ôi, lại thế nữa rồi, điều này rất đáng tranh luận với những người sống độc thân. Nó giống như lập luận chống lại biểu hiện của niềm đam mê tình dục. Người ta được nâng cao nhận thức không phải đến từ hệ thống luân xa của mình. Luân xa thứ nhất, thấp nhất mà đến từ việc va chạm với những người khác. Điều ấy là đúng. Nhưng con nhớ rằng, ngài đã từng nói trong suốt cuộc đối thoại này là tình dục con người là đáng tôn vinh chứ không nên kiềm chế. Điều đó cũng chính xác. Giúp con với, bởi vì chúng ta dường như có một mâu thuẫn ở đây. Thế giới đây, những mâu thuẫn, con trai của ta, thiếu mâu thuẫn không phải là một thành phần cần thiết cho sự thật. Đôi khi sự thật lớn hơn lại nằm trong điều trái ngược với nó. Những gì chúng ta có ở đây chính là học thuyết nhì nguyên thần thánh. Vậy thì hãy giúp con hiểu được thuyết nhì nguyên đi. Bởi vì trong toàn bộ cuộc đời mình, con đã nghe nói về nó, đáng khát khao thế nào, nó dâng cao ra sao, làm thế nào để nâng năng lượng Kundalini từ luân xa gốc. Điều này chính là thứ chính yếu trong cuộc sống thần bí của thế giới không dục tình. Ở đây con nhận thấy rằng chúng ta đã ra khỏi chủ đề về cái chết, và con xin lỗi vì đã kéo chúng ta vào vấn đề chẳng mấy liên quan này. Con xin lỗi vì cái gì thế? Cuộc đối thoại đi đến đúng phần mà nó phải đến. Chủ đề mà chúng ta đang nói trong toàn bộ cuộc đối thoại này là toàn bộ những thứ về con người và sự sống trong vũ trụ này là gì? Đó là chủ đề duy nhất. Và vấn đề này cũng nằm trong đó. Muốn biết về cả chết cũng tức là muốn biết về sự sống, điều mà ta tạo ra đầu tiên. Nếu trao đổi của chúng ta mở rộng ra những câu hỏi bao gồm những hoạt động mà sáng tạo ra sự sống và tôn vinh sự tuyệt diệu của nó thì cứ để như vậy. Giờ thì chúng ta hãy làm sáng tỏ một lần nữa về điều này. Tiến hóa cao hơn không đòi hỏi rằng tất cả các biểu hiện tình dục phải bị ngăn chặn lại và tất cả năng lượng tình dục phải được nâng lên. Nếu như có điều đó thì chẳng nơi nào còn sinh mệnh tiến hóa cao nữa. Bởi vì tất cả quá trình tiến hóa đã dừng lại. Thêm một điểm khá rõ ràng nữa. Đúng thế, và bất cứ ai nói rằng thần thánh không bao giờ có quan hệ tình dục và đây là một dấu hiệu của sự thành thiền, thì những người này sẽ không bao giờ hiểu được làm thế nào, sự sống vận hành có ý nghĩa như thế nào. Hãy để ta làm rõ vấn đề này. Nếu con muốn có một thước đo để đánh giá liệu một thứ nào đó có tốt cho loài người hay không, hãy tự hỏi một câu hỏi đơn giản. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều đã làm nó? Đây là một biện pháp rất đơn giản và rất chính xác. Nếu tất cả mọi người đều đã làm một điều nào đó và kết quả chính là lợi ích tốt nhất cho loài người, thì đó chính là phát triển.
Nếu tất cả mọi người đều đã làm nó và nó mang lại tai họa cho nhân loại, thì đó không phải là một điều cao cả đáng được đề cử. Con có đồng ý không nào? Tất nhiên rồi. Do đó con cũng sẽ đồng ý rằng không có vị thầy thực thụ nào mà nói về tình dục độc thân là một phần của họ. Tuy nhiên có một ý nghĩ rằng tiết dục chính là một con đường cao hơn, và rằng biểu hiện tình dục là một khao khát thấp hèn. Trải nghiệm tình dục thật đáng xấu hổ, và nó là nguyên nhân của tất cả những tội lỗi và rối loạn đang phát triển xung quanh nó. Tuy nhiên, tiết chế tình dục lại là cản trở việc duy trì nòi giống. Vậy, những lập luận chống lại việc tiết dục có cho rằng tình dục là để duy trì chức năng này không? Nó có cần nhiều hơn không? Một người không tham gia vào tình dục là bởi vì họ nhận ra rằng trách nhiệm của loài người chính là để sinh sản. Một người khác lại tham gia vào quan hệ tình dục bởi vì nó là điều tự nhiên để làm. Nó ở trong gen, các con tuân theo mệnh lệnh sinh học. Nhưng một khi sự sống còn của loài người, của các loài được đảm bảo, vậy thì bỏ qua tín hiệu có phải là việc làm cao cả hay không? Con hiểu sai tín hiệu rồi. Các mệnh lệnh sinh học không phải là để đảm bảo sự sống còn của các loài. Nhưng trải nghiệm sự hợp nhất mới là bản chất thực sự của bản thể các con. Sáng tạo ra sự sống mới là những gì sẽ xảy ra khi đạt được sự hiệp nhất. Nhưng nó không phải là lý do duy nhất để kiếm tìm. Nếu sản sinh là lý do duy nhất để biểu đạt dục tình, nếu nó không khác gì một hệ thống phân phối, vậy thì con cũng không cần phải tham gia nó với người khác thêm nữa. Con có thể kết hợp các yếu tố hóa học của sự sống trong một đĩa Petri. Đĩa càng có nắp để nuôi cấy sinh vật. Tuy nhiên, điều này không đáp ứng được những thôi thúc cơ bản nhất của linh hồn. Nó còn lớn hơn nhiều so với việc sản sinh đơn thuần, mà là sáng tạo con là ai và là điều gì hơn nữa. Các mệnh lệnh sinh học không phải là để tạo thêm sự sống, mà là để trải nghiệm sự sống nhiều hơn, và để trải nghiệm sự sống là gì, biểu hiện của sự hợp nhất. Đó là lý do tại sao Ngài sẽ không bao giờ ngăn cản con, người quan hệ tình dục, mặc dù từ lâu họ đã không thể có con nữa. Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, một số người nói rằng nên dừng quan hệ tình dục lại khi mọi người ngừng sinh con, và những cặp vợ chồng tiếp tục với các hoạt động này chỉ là thám hiểm hang động vì những thúc dục bản năng, và rằng điều này không phải là cao cả, nhưng chỉ đơn thuần là hành vi thủ tính nằm bên dưới bản chất cao quý của con người. Điều này mang chúng ta trở lại với chủ đề về các luân xa, hoặc còn gọi là các trung tâm năng lượng. Ta đã nói trước đó rằng con càng nâng năng lượng sự sống xuyên lên thân thể của con cao bao nhiêu, thì nhận thức của con cũng cao lên bấy nhiêu. Mình đọc lại. Con càng nâng năng lượng sự sống xuyên lên thân thể của con cao bao nhiêu, thì nhận thức của con cũng cao lên bấy nhiêu. Thật chứ, và dường như nó muốn nói là không có quan hệ tình dục. Không, nó không. Con hiểu, nếu con hiểu được câu ấy, hãy để ta trở lại với bình luận của con và làm sáng tỏ một vài điều. Không có gì gọi là đê tiền xấu xa về quan hệ tình dục cả. Con phải bỏ cả suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình đi và ra khỏi nền văn hóa của con nữa. Không có gì gọi là bản năng hoặc thô thiển hoặc thiếu phẩm cách kém thánh thiện về trải nghiệm tình dục đầy đam mê và khao khát của con người. Những khao khát thể xác không phải là biểu hiện của hành vi thủ tính. Những khao khát thể xác ấy đã được xây dựng thành một hệ thống bởi ta.
có nghĩ ai đã tạo ra nó chứ? Tuy nhiên, khát khao thể xác là một thành phần trong một hỗn hợp phức tạp các phản ứng rằng tất cả các con đều cần người khác. Hãy nhớ rằng các con là thể thứ ba với 7 trung tâm luân xa, khi các con hưởng ứng với nhau bằng 3 thể và 7 trung tâm cùng một lúc thì con sẽ có trải nghiệm lên đỉnh mà con hằng tìm kiếm. Con được tạo ra vì điều ấy. Và không có gì là xấu xa về các trung tâm năng lượng. Nhưng nếu con chỉ chọn một trong số chúng thì đó là không lành mạnh, bởi vì nó không tròn vẹn. Khi con không tròn vẹn, tức là con đang không phải chính mình, còn kém hơn thế, điều đó mới chính là xấu xa và kém thánh thiện. Ồ, con hiểu rồi, con đã hiểu rồi. Các lời khuyên chống lại tình dục cho những người chọn sự cao cả không bao giờ là một lời khuyên đến từ ta. Đó là một lời mời gọi. Một lời mời gọi không phải là một lời nhắc nhở, nhưng con đã khiến nó thành như vậy. Và lời mời gọi không phải để ngăn chặn quan hệ tình dục, mà để ngăn chặn sự không tròn vẹn. Bất cứ điều gì con đang làm, quan hệ tình dục hay là ăn sáng, đi làm hoặc đi bộ trên bãi biển, nhảy dây hoặc đọc một cuốn sách, bất cứ điều gì con đang làm, hãy làm nó thật tròn vẹn như toàn bộ con người của con. Nếu như con chỉ quan hệ tình dục bằng trung tâm luân xa thấp nhất, con chỉ hoạt động luân xa gốc, thì con sẽ đánh mất phần trải nghiệm đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên, nếu như con đang yêu một người khác và với toàn bộ bảy luân xa của mình, con sẽ có trải nghiệm tột đỉnh tuyệt vời nhất. Làm sao điều này lại không phải là thánh thiện? Không thể thế được. Con không thể tưởng tượng cả trải nghiệm ấy mà lại thánh thiện cho được. Và do đó, lời mời gọi nâng năng lượng sự sống đi lên thân thể vật lý của con cho đến luân xa tại đỉnh đầu không bao giờ có nghĩa là một gợi ý hay đòi hỏi con ngắt kết nối với phần dưới. Nếu con nâng năng lượng lên luân xa tim hoặc thậm chí lên đến luân xa đỉnh đầu, điều đó không có nghĩa là nó không còn ở luân xa gốc của con nữa. Thật vậy, nếu mà nó không như thế thì con sẽ bị ngắt kết nối ngay. Khi con nâng năng lượng sự sống lên các trung tâm luân xa cao hơn, con có thể hoặc không thể chọn để có trải nghiệm quan hệ tình dục với người khác. Nếu không thì không thể được, bởi vì làm như vậy sẽ vi phạm một số luật vũ trụ vào sự thánh thiện. Nó cũng không khiến cho con trở nên cao cả hơn. Và nếu như con chọn quan hệ tình dục với người khác, nó sẽ không hạ thấp hệ thống luân xa của con xuống một bậc, trừ khi con làm điều trái ngược là ngắt kết nối với phần dưới cùng, thì con cũng bị ngắt kết nối từ phần trên. Vì thế, lời mời gọi ở đây không phải là một lời khuyên răng, chỉ đơn thuần là một lời mời gọi. Nâng năng lượng của con lên, tập trung sức sống của mình đến mức cao nhất có thể trong từng khoảnh khắc và con sẽ được nâng lên. Điều này chẳng liên quan gì đến quan hệ với không quan hệ tình dục cả. Nó chính là nâng nhận thức của con lên dù cho con có đang làm gì đi nữa. Con hiểu rồi, con đã hiểu rồi, mặc dù con không biết làm thế nào để nâng cao nhận thức của mình, con không nghĩ rằng con biết cách nâng năng lượng sự sống lên thông qua các luân xa trung tâm của con, và con cũng không chắc chắn rằng hầu hết mọi người biết đến những luân xa này. Bất cứ ai tha thiết muốn biết thêm về sinh lý học của Duy Linh đều có thể tìm ra nó một cách dễ dàng. Ta đã cung cấp thông tin này trước đó theo một cách rất rõ ràng. Ý ngài là trong những cuốn sách khác,
thông qua những tác giả khác. Đúng thế, hãy đọc các bài viết của Deepak Chopra. Hiện giờ ông ta là một trong những người đề xuất ra chúng trên hành tinh của con. Ông thấu hiểu những bí ẩn tâm linh và khía cạnh khoa học của nó. Và có rất nhiều những sứ giả tuyệt vời khác. Những cuốn sách của họ mô tả không chỉ về việc làm thế nào để nâng cao năng lượng sự sống đi lên thân thể của con, mà còn về những cách để rời khỏi cơ thể vật lý. Con có thể thuộc lòng chúng thông qua các bài đọc thêm về cảm giác khi rời cơ thể là thế nào. Sau đó, con sẽ hiểu được vì sao mình không còn sợ cả chết nữa. Con sẽ hiểu được học thuyết nhị nguyên ở trong thể xác thì hạnh phúc thế nào và niềm vui khi được giải thoát khỏi thân thể ra sao. Chương 9. Cuộc sống phải tốt như một trường học vậy. Con có thể nhớ lại sự phấn khích vào mỗi mùa thu, khi những ngày đầu tiên đến trường và vào cuối năm vui mừng khi được bị giảng. Đúng rồi, chính xác đấy, con đã đúng. Điều đấy rất chính xác, chỉ có cuộc sống mới không phải là một trường học. Vâng, con nhớ. Ngài giải thích tất cả về chúng trong cuộn 1. Cho đến lúc đó, con vẫn nghĩ rằng cuộc sống là một trường học và rằng chúng ta đã đến đây để học những bài học của chúng ta. Ngài đã giúp con rất nhiều trong cuộc 1 để thấy rằng đó là một học thuyết sai lầm. Ta rất vui, đó là những gì chúng ta đang cố gắng làm ở đây với bộ 3 cuốn sách này. Mang lại cho các con sự sáng suốt. Và bây giờ con đã rõ lý do tại sao và làm thế nào linh hồn có thể vui mừng sau cả chết mà không nhất thiết phải thương tiếc cuộc sống chưa? Nhưng trước đó con đã hỏi một câu hỏi lớn hơn và chúng ta nên xem lại nó. Sao ạ? Con đã nói, nếu linh hồn không hạnh phúc trong thân xác, tại sao nó không rời đi? Ồ đúng, ồ nó có đấy, và ta không chỉ có ý là chết như ta vừa giải thích, mà nó còn không rời đi bởi vì nó không hài lòng. Thay vào đó, nó rời đi bởi vì nó muốn tái sinh, trẻ khỏe lại. Nó có làm điều này thường xuyên không? Mỗi ngày, linh hồn rời cơ thể mỗi ngày ư? Khi nào thế? Khi linh hồn khao khát những kinh nghiệm to lớn hơn, nó tìm sự trải nghiệm để từ trẻ hóa. Nó rời đi sao? Đúng, hầu như lúc nào linh hồn cũng rời khỏi cơ thể của con. Liên tục trong suốt cuộc đời, đây là lý do tại sao chúng ta sáng tạo ra việc ngủ. Linh hồn rời khỏi cơ thể trong khi chúng ta ngủ à? Tất nhiên, đó chính là ý nghĩa của giấc ngủ. Trong suốt cuộc đời con, linh hồn luôn tìm cách trẻ hóa, tiếp nhiên liệu một cách định kỳ nếu con muốn, để nó có thể tiếp tục y ạch lê lết dài trên cái mầm bệnh mà con gọi đó là thân thể của mình. Con nghĩ rằng linh hồn trụ ngụ trong thân xác của con là dễ dàng làm sao? Không hề, nó có thể đơn giản đấy, nhưng nó không hề đơn giản. Nó là một niềm vui, nhưng nó không dễ dàng. Đó là điều khó khăn mà linh hồn con từng thực hiện. Linh hồn, thứ nhẹ nhàng và tự do mà con không thể tưởng tượng được và khát khao trạng thái đó thêm nữa, cũng giống như một đứa trẻ khao khát kỳ nghỉ hè, cũng giống như một người lớn khao khát có bạn đồng hành. Nhưng khi có bạn đồng hành rồi thì lại khao khát được một mình. Linh hồn tìm kiếm dạng sống vật chất. Linh hồn tìm kiếm một dạng sống chân thật, linh hồn nhẹ nhàng và tự do, nó cũng an bình và hạnh phúc, nó cũng là vô hạn và không đau khổ, sự thông thái hoàn hảo và tình yêu thương hoàn hảo. Nó là tất cả những điều này và còn nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, nó cũng trải nghiệm nhiều thứ đáng kể trong khi nó ở với thân xác, và nhờ đó, nó đã thực hiện một sự sắp xếp với chính nó. Nó nói với bản thân rằng nó sẽ ở lại với cơ thể, miễn là điều đó là cần thiết để sáng tạo và trải nghiệm chính bản thân nó, như nó lựa chọn. Nhưng với điều kiện là nó có thể rời thân xác bất cứ lúc nào nó muốn. Nó làm điều ấy hàng ngày bằng trải nghiệm mà con gọi là giấc ngủ. Giấc ngủ là trải nghiệm của linh hồn khi rời khỏi cơ thể ư? Đúng thế. Con lại nghĩ rằng chúng con ngủ thiếp đi vì cơ thể cần được nghỉ ngơi. Con sai rồi, nó là một con đường vòng vèo. Các linh hồn tìm kiếm sự nghỉ ngơi và vì thế gây cho thân thể cảm giác buồn ngủ. Linh hồn theo nghĩa đen rời khỏi cơ thể khi nó quá mệt mỏi ngoài sức chịu đựng. Mệt mỏi vì sự nặng nề và thiếu tự do với thể xác. Nó sẽ chỉ rời cơ thể khi nó tìm cách tiếp nhiên liệu, khi nó trở nên mệt mỏi với những điều không đúng sự thật và thực tài sai lầm, những ảo ảnh nguy hiểm, và khi nó tìm kiếm, một lần nữa nó tái kết nối, làm vững chắc, tĩnh lặng và thức tỉnh tâm trí. Khi linh hồn bao trùm một thể xác lần đầu tiên, nó biết rằng trải nghiệm là vô cùng khó khăn. Nó rất mệt mỏi, đặc biệt là đối với một linh hồn mới đến. Đó là lý do tại sao trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều. Khi linh hồn chịu càng nhiều cú sốc để gắn liền với cơ thể thêm nữa, thì nó cũng bắt đầu tăng sự kiên nhẫn của nó lên vì điều này, nó sẽ ở lại lâu hơn. Đồng thời, một phần của con mà con gọi là tâm trí sẽ di chuyển vào vùng bị lãng quên, không thể nhớ gì. Nó được thiết kế như vậy ngay cả khi linh hồn bay ra khỏi cơ thể. Tâm trí thường không thể nhớ được gì cả. Thật vậy, trong suốt thời gian linh hồn được tự do, tâm trí vẫn có thể bị nhầm lẫn. Như vậy, người ấy có thể hỏi, tôi đang ở đâu đây? Tôi đang tạo ra những gì ở đây vậy? Những cuộc tìm kiếm này có thể dẫn đến những hành trình thất thường, thậm chí những sự khủng khiếp. Các con gọi những chuyến đi đó là cơn ác mộng. Đôi khi cũng có tình huống trái ngược xảy ra, linh hồn sẽ đi đến một nơi tuyệt vời để ghi nhớ. Giờ thì tâm trí sẽ gần như thức tỉnh, nó sẽ được lấp đầy trong hòa bình và niềm vui, thứ mà con sẽ trải nghiệm trong cơ thể khi con quay lại với nó. Con càng trải nghiệm sự yên bình với việc trẻ hóa, và con càng nhớ được những gì nó đang làm, hay cố gắng để làm với cơ thể. Thì linh hồn của con càng ít chọn lựa việc ở lại với thể xác. Bây giờ thì nó biết rằng nó đến với thể xác vì một lý do và với một mục đích. Mong muốn của nó là vận dụng thời gian một cách tốt nhất có thể khi nó còn ở với thể xác. Người có sự thông thái tuyệt vời cần ngủ rất ít. Có phải ngài đang nói rằng ngài có thể nói về một người tiến hóa cao bao nhiêu qua lượng thời gian mà họ cần để ngủ không? Hầu như là vậy, con có thể nói như vậy. Đôi khi một linh hồn lựa chọn rời khỏi cơ thể chỉ vì những niềm vui của nó. Có thể nó không tìm kiếm sự thức tỉnh cho tâm trí và trẻ hóa cho cơ thể. Nó đơn giản lựa chọn tái tạo trạng thái cực kỳ hạnh phúc của hiểu biết về sự hiệp nhất với cái một duy nhất. Vì vậy, không phải lúc nào cũng đúng khi nói rằng một người càng ngủ nhiều thì họ càng ít tiến hóa. Mặc dù vậy, không hề trùng hợp ngẫu nhiên, khi sinh mệnh càng ngày càng trở nên ý thức hơn về những gì họ đang làm với cơ thể họ, và rằng họ không phải là thể xác,
nhưng họ gắn liền với thân thể ấy, họ trở nên sẵn sàng và có thể dành nhiều thời gian hơn nữa với thân thể ấy, và do đó họ cần ngủ ít hơn. Bây giờ, một số sinh mệnh thậm chí còn tròn vừa trải nghiệm sự quên mất bản thân, vừa trải nghiệm sự hợp nhất của tâm hồn cùng một lúc. Những sinh mệnh này có thể dạy cho một phần bản thân họ để không đồng hóa với cơ thể, trong khi họ vẫn còn ở với nó. Qua đó, trải nghiệm sự tuyệt vời khi nhận biết được họ thật sự là ai và không phải mất đi sự nhận thức của phần con người để làm điều đó. Họ làm điều này bằng cách nào? Làm sao con có thể thực hiện giống thế được? Đó là một câu hỏi thuộc về nhận thức, đạt đến trạng thái hoàn toàn tỉnh thức như ta đã từng nói trước đó. Con không thể cố đạt tới thức tỉnh hoàn toàn, con chỉ có thể trở nên tỉnh thức hoàn toàn mà thôi. Làm thế nào vậy? Làm thế nào vậy? Ngài phải cho con một phương pháp nào chứ? Thiền định hàng ngày là một trong những phương pháp tốt nhất để tạo ra kinh nghiệm này. Với nó, con có thể nâng năng lượng sự sống của con lên luân xa cao nhất và thậm chí con rời khỏi cơ thể của con trong khi con đang tỉnh thức. Trong thiền định, con đặt mình vào trạng thái sẵn sàng để trải nghiệm sự thức tỉnh hoàn toàn trong khi cơ thể của con đang còn thức. Sự sẵn sàng này được gọi là sự tỉnh thức thực sự. Con không cần phải ngồi thiền để trải nghiệm điều này. Thiền chỉ đơn giản là một phương pháp, một công cụ mà thôi. Nhưng con không cần phải ngồi thiền để đạt được mục đích và trải nghiệm điều ấy. Con cũng nên biết rằng, việc ngồi thiền không phải là phương pháp thiền định duy nhất. Ngoài ra còn có thiền bất động, thiền đi, thiền đồng, thiền quan hệ tình dục. Đây chính là trạng thái tỉnh thức thực sự. Khi con dừng lại ở trạng thái này, chỉ đơn giản là dừng các bản nhạc của con lại. Không tiếp tục đến nơi con đang đến nữa, không làm những gì con đang làm nữa. Đơn giản là dừng lại một khoảnh khắc và ở chính xác nơi con đang ở. Trở thành chính bản thân con, hãy dừng lại, thậm chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ sẽ thấy được niềm hạnh phúc. Con nhìn xung quanh một cách từ từ và con sẽ nhận thấy được những điều mà con đã không nhận thấy ra khi con đi qua chúng. Mùi hương của đất sau cơn mưa, lòng tóc trên tay trái của người con yêu thương, cảm thấy thực sự tốt lành khi xem một đứa trẻ đang chơi đùa. Con không cần phải rời khỏi thân xác để trải nghiệm điều này, đây chính là trạng thái tỉnh thức thật sự. Khi con đi bộ trong trạng thái này, con hít thở hương thơm trong mỗi bông hoa, con bay cùng với mỗi chú chim, con nghe từng tiếng lào xào giữa mỗi bước chân của mình, con tìm thấy vẻ đẹp và trí tuệ. Sự thông thái được tìm thấy ở bất cứ nơi nào mà vẻ đẹp được hình thành, và vẻ đẹp được hình thành ở khắp mọi nơi, trong tất cả các dạng sống. Con không cần phải tìm kiếm nó sẽ đến với con, và con không phải rời khỏi cơ thể của mình để trải nghiệm điều này. Đây chính là trạng thái tỉnh thức thật sự. Khi con làm việc trong trạng thái này, con đưa bất cứ điều gì con đang làm vào trong sự thiền định, vào một món quà, một sự sẻ chia từ con đến linh hồn mình và từ linh hồn con đến cả tổng thể. Khi đang rửa bát, con sẽ tận hưởng được sự ấm áp của nước vuốt ve bàn tay mình, ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của nước và sự ấm áp ấy. Việc làm trên máy tính, con sẽ thấy chữ xuất hiện trên màn hình trước mặt, đang phản ứng với sự chuyển hy của các ngón tay con, và con sẽ hài lòng với sức mạnh của tâm trí và cơ thể khi nó làm theo mệnh lệnh của mình. Chuẩn bị bữa ăn tối,
Con sẽ cảm thấy tình yêu thương của vũ trụ mang đến cho con sự nuôi dưỡng và như một món quà đáp trả lại. Con ăn hết những thức ăn này với tất cả tình yêu của bản thể con, không cần quan trọng quá mức hoặc quá đơn giản về bữa ăn. Món súp trong tình yêu thương thường rất ngon miệng. Con không cần phải rời khỏi cơ thể của mình để trải nghiệm điều này. Đây là trạng thái tỉnh thức thật sự. Khi con trải nghiệm với sự trao đổi năng lượng tình dục, trong trạng thái này, con sẽ hiểu được chân lý cao nhất về con là ai. Trái tim người con yêu sẽ trở thành nhà của con. Cơ thể người con yêu sẽ trở thành của riêng con. Linh hồn con không còn tưởng tượng nó đang tách biệt với bất cứ điều gì nữa. Con không cần phải rời khỏi cơ thể của mình để trải nghiệm điều này. Đây là trạng thái tỉnh thức thật sự. Khi con đang ở trong tư thế sẵn sàng là con đang ở trong sự tỉnh thức. Một nụ cười có thể đưa con đến đó. Một nụ cười đơn giản. Chỉ cần dừng tất cả mọi thứ lại ở trong một khoảnh khắc và nở nụ cười ở nơi không có gì, chỉ vì nó cảm thấy rất tốt lành, chỉ bởi vì trái tim của con biết một bí mật và bởi vì linh hồn của con biết được bí mật đó là gì, mỉm cười với điều đó, cười thật nhiều, nó sẽ chữa lành bất cứ khổ đau nào. Con đang hỏi ta về các phương pháp và ta đang đưa nó cho con đây. Hít thở đó cũng là một phương pháp. Hít thở hơi dài và sâu, hít thở từ từ và nhẹ nhàng, hít thở trong hư vô mềm ngọt của cuộc sống, đầy năng lượng, tràn ngập tình yêu. Đó là tình yêu của Thượng Đế khi con đang thở. Hít thở sâu và con có thể cảm thấy nó. Hít thở thật, thật sâu và tình yêu sẽ làm cho con khóc. Vì hạnh phúc, vì con đã được gặp Thượng Đế và Thượng Đế của con đã giới thiệu với linh hồn của con. Một khi kinh nghiệm này đã diễn ra, sự sống không bao giờ còn giống nhau như nữa. Mọi người nói đó là lên tới đỉnh núi hoặc rơi vào trạng thái ngây ngất tuyệt vời. Bản chất của họ đã thay đổi mãi mãi. Cảm ơn Ngài, con hiểu. Nó là những điều đơn giản, các hành vi đơn giản và tinh khiết nhất. Đúng thế, nhưng con nên biết điều này. Một số người thiền định trong nhiều năm nhưng không bao giờ trải nghiệm điều ấy. Có vài thứ xảy ra với mức độ mở rộng tâm trí và sự bằng lòng chấp nhận của họ, và cũng có thể là mức độ của khả năng loại bỏ những truy cầu mong muốn. Con có nên ngồi thiền mỗi ngày không? Như trong mọi thứ, không có nên hoặc không nên ở đây. Nó không phải là một câu hỏi về con nên làm những gì, mà là con chọn để làm những gì. Một số linh hồn tìm cách đi trong nhận thức. Một số nhận ra rằng trong cuộc sống này, hầu hết mọi người đều đang mộng du, đang bất tỉnh. Họ đang trải qua cuộc sống mà không có ý thức. Tuy nhiên, linh hồn những ai đi trong nhận thức thì chọn những con đường khác nhau. Họ chọn một con đường khác. Họ tìm kiếm để trải nghiệm tất cả sự bình an và niềm vui, sự vô hạn và tự do, thông thái và yêu thương mà sự hiệp nhất mang lại. Không chỉ là khi họ đã bỏ cơ thể và nó đã ngủ, mà còn là khi họ nâng thể xác lên. Người ta cũng thường nói về linh hồn mà tạo ra trải nghiệm, anh ấy đã sống lại. Mặt khác, trong cái gọi là thời đại mới New Age, thuật ngữ này nói về quá trình nâng cao ý thức. Không quan trọng ngôn ngữ và hình thức liên lạc nào mà các con sử dụng, tất cả đều trở nên sống động. Tất cả đều trở nên sống trong nhận thức và sau đó sẽ trở nên hoàn toàn tỉnh thức.
Vậy thì con trở nên hoàn toàn nhận thức về cái gì? Tất nhiên con sẽ trở nên hoàn toàn nhận thức được con là ai. Thiền định hàng ngày là một trong những cách giúp con có thể đạt được điều này. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tận tâm, sự hiến dâng, một quyết định để tìm kiếm trải nghiệm bên trong, không cần phần thưởng. Hãy nhớ rằng, sự thanh lặng thì chứa đựng những bí mật. Và những âm thanh ngọt ngào nhất chính là âm thanh của sự im lặng, đó là bài hát của linh hồn. Nếu con tin vào những tiếng ồn ào của thế giới, chứ không phải là tiếng im lặng của linh hồn con sẽ đi lạc. Vậy nên thiền định hàng ngày là một ý tưởng tốt. Một ý tưởng tốt à, đúng thế đấy. Tuy nhiên, hãy nên hiểu rõ những gì ta vừa nói ở đây. Các bài hát của linh hồn có thể được hát bằng nhiều cách. Những âm thanh ngọt ngào của sự im lặng có thể được nghe thấy nhiều lần. Vài người nghe tiếng thanh lặng trong khi cầu nguyện. Vài người hát những bài hát trong công việc của họ. Vài người đi tìm những bí mật trong tĩnh lặng. Một số khác là chiêm niệm những hoàn cảnh xung quanh. Khi đạt tới sự tinh thông hoặc trải nghiệm liên tục nó, những tiếng ồn ào của thế giới có thể bị bóp nghẹt, những rối ren chợt im lặng. Tất cả sự sống trở thành một sự thiền định. Toàn bộ sự sống là một sự thiền định. Trong đó còn được chiêm ngưỡng sự thần thánh. Điều này được gọi là sự tỉnh thức thực sự, lưu tâm thực sự. Kinh nghiệm điều ấy, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên thiêng liêng và hạnh phúc. Đấu tranh và đau đớn, lo lắng cũng không còn nữa. Chỉ có một trải nghiệm duy nhất, những gì mà con có thể chọn để đưa vào con đường mình muốn. Con có thể lựa chọn chúng một cách hoàn hảo. Vì vậy, hãy sử dụng cuộc đời con giống như một sự thiền định. Và tất cả các sự kiện ở trong đó đi bộ với sự tỉnh táo chứ không phải đang ngủ. Di chuyển với lưu tâm không phải vô thức. Đừng nghi ngờ và sợ hãi. Đừng ở trong cảm giác tội lỗi và tự phán xét, mà hãy ở trong sự huy hoàng vĩnh cửu. Trong sự yên tâm rằng con đang được tình yêu rộng lớn bao bọc. Con luôn luôn là một với ta. Con luôn luôn được chào đón, chào mừng trở về nhà. Nhà của con chính là trái tim ta, và của ta chính là của con. Ta mời gọi cả con nhìn vào sự sống cũng như con sẽ nhìn vào cái chết. Sau đó, con sẽ biết rằng không có cái chết, và rằng những gì mà con gọi là sự sống và cái chết chính là hai phần của cùng một trải nghiệm bất tận. Chúng ta là tất cả những điều ấy, là tất cả như chúng ta đã từng như vậy, và là tất cả như chúng ta sẽ trở thành, một thế giới không có kết thúc. Amen. Chương 10. Con yêu Ngài, Ngài có biết điều ấy không? Biết. Ta cũng yêu con có biết không? Con giật mình đấy, con thật sự giật mình đấy. Chương 11. Ngài vui lòng kể cho con nghe thêm vài thứ về linh hồn chứ? Tất nhiên rồi, ta sẽ cố gắng để giải thích trong sự hiểu biết có giới hạn của con, nhưng không cho phép con trở nên thất vọng nếu có điều nào đó không có ý nghĩa với con. Hãy cố gắng ghi nhớ rằng con đang mang những thông tin này thông qua một bộ lọc duy nhất. Một bộ lọc được thiết kế để che chắn khiến con không thể ghi nhớ quá nhiều. Nhắc cho con thêm lần nữa là tại sao con phải làm như vậy. Trò chơi sẽ kết thúc nếu như con nhớ tất cả mọi thứ. Con đến đây vì một lý do cụ thể, và mục đích thần thánh của con sẽ bị cản trở
Nếu con thấu hiểu hết cách mà mọi thứ được sắp đặt với nhau như thế nào, một số điều vẫn luôn luôn là một bí ẩn tại cấp độ nhận thức ấy và nó cần phải như thế. Vì thế, đừng cố gắng giải quyết tất cả những bí ẩn. Bất cứ lúc nào hay bằng bất cứ cách nào, hãy cho vũ trụ một cơ hội, nó sẽ tự mở ra con đường thích đáng. Và hãy tận hưởng trải nghiệm trở nên điều gì đó. Hãy mau lên một cách từ từ. Chính xác, cha của con thường hay nói thế. Cha của con là một người đàn ông khôn ngoan và tuyệt vời. Chẳng có ai mô tả ông ấy theo cách đó cả, vì chẳng có ai hiểu ông ấy. Mẹ con có, đúng, cô ấy hiểu. Và bà ấy yêu ông ấy, đúng, cô ấy yêu. Và bà đã tha thứ cho ông, đúng, cô ấy đã làm thế. Với tất cả những hành động làm tổn thương người khác, đúng, cô ấy thấu hiểu và yêu thương và tha thứ. Và cô ấy là một hình mẫu tuyệt vời, một tấm gương may mắn. Vâng, vậy thì Ngài sẽ nói cho con biết về linh hồn chứ? Ta sẽ nói, con muốn biết gì nào? Hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên và rõ ràng này. Con đã biết câu trả lời, nhưng nó mang lại cho chúng ta một điểm khởi đầu. Điều ấy cũng tương tự đối với linh hồn của loài người chứ? Đúng thế, đó là bản thể thứ ba của các con. Các con là một sinh mệnh có ba thể, tạo thành cơ thể, tâm trí và linh hồn. Con biết thân xác của con ở đâu, con có thể thấy được mà, và con nghĩ rằng con biết tâm trí của con ở chỗ nào. Nó là một phần trên cơ thể của con mà được gọi là cái đầu, nhưng con không chắc chắn rằng con biết về nơi. Chờ một chút, khoan đã nào, con đã sai lầm về một thứ. Tâm trí của phải nằm trong đầu con không? Không ư? Tất nhiên là không. Não của con thì nằm trong hộp sọ, nhưng tâm trí của con thì không. Vậy thì nó ở đâu mới được chứ? Tại mỗi tế bào trong cơ thể của con. Ồ, những gì mà con gọi là thể trí thực ra là năng lượng. Nó là tư tưởng. Và tư tưởng là một dạng năng lượng, chứ không phải là một vật thể. Não của con là một vật thể, nó là vật chất, sinh hóa lớn nhất, phức tạp nhất, là bộ máy trong cơ thể con người. Với việc phiên dịch và chuyển đổi năng lượng tư tưởng của con thành các chuyển động cơ thể, não của con là một máy biến thể. Đến toàn bộ cơ thể của con có rất nhiều những máy biến thể tí hon trong mỗi tế bào. Những nhà sinh hóa này thường lưu ý đến tình trạng từng tế bào nhỏ ra sao. Tế bào máu, ví dụ thế, dường như chúng có trí thông minh riêng. Sự thật, chúng là như thế. Điều đó không chỉ xảy ra trong tế bào, mà còn ở những bộ phận lớn hơn của thân xác. Tất cả đàn ông trên hành tinh này đều biết đến rằng những bộ phận thân thể riêng dường như đều có suy nghĩ riêng của nó. Đúng thế, và tất cả phụ nữ đều biết người đàn ông trở nên lộ bịch như thế nào khi họ cho phép một phần cơ thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn và quyết định của mình. Một số phụ nữ sử dụng sự hiểu biết đó để kiểm soát đàn ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, và một số người đàn ông kiểm soát phụ nữ thông qua các lựa chọn và quyết định từ phần đó. Không thể phủ nhận. Con muốn biết làm thế nào để dừng cái trò chơi ồn ào đó được không? Chắc chắn rồi, đây là những gì trong mẫu đối thoại trước đó nói tới. Về việc nâng năng lượng qua sự sống, của sự sống qua 7 trung tâm luân xa. Khi lựa chọn và quyết định của con đến từ một nơi lớn hơn so với các bộ phận nhỏ và giới hạn như con đã mô tả, thì phụ nữ kiểm soát con là điều không thể. Và con sẽ không bao giờ tìm cách để kiểm soát lại họ.
Lý do duy nhất mà phụ nữ từng viền đến các mánh khóe, lôi kéo và kiểm soát có vẻ như vì không còn cách nào khác, gần như không có hiệu quả, và nếu không có các mánh khóe kiểm soát, nam giới thường trở nên không thể điều khiển được. Nếu như cánh đàn ông có thể chứng minh được bản chất cao hơn của họ, và nếu phụ nữ có thể lôi cuốn hơn nửa cái phần ấy của đàn ông, thì cái gọi là trận chiến của hai giới sẽ kết thúc. Giống như hầu hết các trận chiến khác trên hành tinh của các con. Như ta đã nói trước đó, rằng điều này không có nghĩa là đàn ông và phụ nữ nên bỏ việc quan hệ tình dục hay quan hệ tình dục là một phần bản chất thấp kém của con người. Nó có nghĩa là năng lượng tình dục một mình, khi không được nâng lên để luôn xa cao hơn hòa và được kết hợp với nguồn năng lượng của người khác để trở về với bản chất, thì tạo ra những lựa chọn và kết quả mà không hề làm hại đến người ấy. Nó thường ít tráng lệ hơn. Cái bản chất của con từ nó rất cao quý, nhưng bất cứ điều gì thấp hơn so với bản chất của con thì cũng ít cao quý hơn. Vì vậy, nếu con muốn chắc chắn rằng con sẽ tạo ra một sự lựa chọn hoặc kết quả kém cao quý, thì hãy thực hiện quyết định bằng trung tâm luân xa gốc. Sau đó, xem thử kết quả ra sao. Chúng hoàn toàn có thể dự đoán được. Con nghĩ rằng con đã biết điều ấy. Tất nhiên là con biết, câu hỏi lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt không phải là khi nào các con sẽ học hỏi, mà là khi nào các con sẽ hành động như những gì các con đã học được. Vì vậy, tâm trí ở trong mọi tế bào, đúng thế, và có nhiều tế bào trong não của con hơn bất cứ nơi nào khác, nên dường như các con nghĩ rằng tâm trí ở nơi đó. Tuy nhiên, đó chỉ là trung tâm xử lý, không phải là nơi duy nhất. Tốt, con thông suốt rồi, vậy thì linh hồn ở đâu? Có nghĩ nó ở chỗ nào? Đằng sau mắt thứ ba? Không, ở giữa ngực của con, phía bên phải của trái tim, ngay giữa xương ức. Không phải. Được rồi, con chịu thua. Nó ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi ư? Ở khắp mọi nơi. Giống như tâm trí. Chờ một chút, tâm trí không phải ở khắp mọi nơi. Không phải à? Con nghĩ ngài vừa nói là nó trong mỗi tế bào của cơ thể. Điều đó không có nghĩa là ở khắp mọi nơi. Có những khoảng trống giữa các tế bào. Trong thực tế, 99% cơ thể của con là không gian trống. Vậy thì linh hồn ở đó hả? Linh hồn là ở khắp mọi nơi, xuyên qua con và xung quanh con. Nó bao gồm cả con. Chờ đã, ngài chờ con một chút được không? Con luôn luôn được dạy bảo rằng thân xác bao bọc lấy linh hồn. Vậy thì điều gì xảy ra với thân thể của chính con là đền thờ? Thân thể của con chính là đền thờ. Một lời nói minh họa, nó rất hữu ích trong việc giúp đỡ mọi người hiểu rằng họ còn hơn cả cơ thể của họ, rằng họ là thứ gì đó còn lớn hơn thế, đó chính là linh hồn. Hoàn toàn theo nghĩa đen, nó lớn hơn so với thân xác, nó không nằm trong cơ thể, nhưng nó lại mang cơ thể ở bên trong nó. Con đang nghe ngài nói đây, nhưng vẫn có một chút khó khăn khi hình dung điều này. Con đã bao giờ nghe về thể aura, hào quang chưa? Có. Đấy có phải là linh hồn không? Nó giống như thế trong ngôn ngữ của con, trong sự hiểu biết của con. Cho phép con hình dung ra một thực tế rất lớn và phức tạp.
Linh hồn là thứ có thể giữ lại, giữ cả con lại với nhau, giống như linh hồn thường để bao gồm cả vũ trụ và giữ cho chúng liên kết với nhau. Ồ, đây là một thứ hoàn toàn ngược lại với những điều mà con từng nghĩ. Hãy kiên nhẫn, con trai của ta, những sự trái nghịch đã bắt đầu. Nhưng nếu linh hồn là không khí bên trong và xung quanh chúng ta, và nếu linh hồn của tất cả mọi người là như nhau, vậy thì linh hồn kết thúc ở đâu và bắt đầu thế nào? Đừng nói cho con biết, đừng nói cho con biết nữa. Con thấy không? Con đã biết câu trả lời rồi mà. Không có điểm kết thúc và bắt đầu của linh hồn chúng ta. Cũng giống như không có địa điểm chính xác để không khí trong phòng khách dừng lại và không khí trong phòng ăn bắt đầu. Tất cả đều là không khí, tất cả đều là cùng một linh hồn. Con vừa mới khám phá ra bí mật to lớn của vũ trụ. Và nếu trong ngài chứa đựng vũ trụ, cũng như chúng con đang mang theo thân xác này, vậy thì ngài cũng không có điểm kết thúc và bắt đầu. Ngài có thể thông cổ họng nếu ngài muốn. Đối với con thì đây là một sự mặc khải kỳ diệu. Ý con là con biết rằng con luôn luôn hiểu điều này, nhưng bây giờ thì con đã hoàn toàn hiểu nó. Điều đó thật tuyệt vời. Nó có tuyệt không? Ngài thấy đấy, vấn đề với sự hiểu biết trong quá khứ của con về thực tế chính là thân xác là một kho chứa thật kín đáo, khiến cho con có sự phân biệt khác nhau giữa thân thể này và thân thể kia. Và kể từ khi con luôn nghĩ rằng linh hồn làm nhà trong thể xác, nên sự khác biệt giữa linh hồn này và linh hồn đó càng rõ ràng hơn. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nếu linh hồn ở khắp mọi nơi, bên trong và bên ngoài cơ thể, trong thể aura mà ngài gọi, vậy thì đâu là thời điểm bắt đầu và kết thúc của thể aura? Và bây giờ thì con đã có thể thấy được sự thật, thấy được thực sự là lần đầu tiên về dạng vật lý. Làm thế nào mà một linh hồn có thể không có kết thúc và một khởi đầu khác? Đó là bởi vì một sự thật rằng tất cả chúng ta là một. Yippee! Đó là tất cả những gì ta có thể nói. Yippee!